Omo Matic mới, lựa chọn hàng đầu cho giặt máy. À, chuyện gì thế? Cậu bốc mùi tanh quá. Đã có sân lai khử mùi tanh mới, khử sạch mùi tanh và đánh bay dầu mỡ ngay cả trên đồ nhựa. Chưa bao giờ sạch thơm đến thế. Thật tuyệt vời. Wow, đột phá với từng sợi mì dai ngon hấp dẫn. Mì Coco Mi mới. Từ nay nhà mình sẽ chuyển sang Coco Mi nhé. Coco Mi, dai ngon từng sợi. Jinsu Foods. Hiệu quả dưỡng tóc không kéo dài lâu như bạn mong muốn. Thử dùng kem ủ tóc Dove. Kem ủ đầu tiên của Dove được chứng minh bổ sung protein tận sâu bên trong, bảo vệ tóc khỏi nguy cơ hư tổn suốt 7 ngày. Dove, chuyên gia chăm sóc tóc hư tổn. Tôi yêu TV Samsung vì hình ảnh sống động và sắc nét. Tôi yêu TV Samsung vì hình ảnh 3D siêu thực. TV LED mới, giá từ 7.900.000 đồng. Khi bị chấn thương, lao động quá sức sẽ dẫn tới gai cột sống, mất vị đến đệm. Cốt khoái vương với thành phần thảo dược giúp hỗ trợ giảm đau xương khớp, dùng cho người bị đau lưng do thoái hóa đốt sống, gai đốt sống và thoát vị đến đệm. Cốt khoái vương hỗ trợ điều trị và phòng ngừa đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đến đệm. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty dược phẩm Á Âu. Testosterone quyết định nam tính mạnh mẽ của đàn ông. Suy giảm testosterone do mãn dục nam làm suy giảm sức khỏe, khả năng sinh lý, tăng nguy cơ tim mạch, huyết áp, tiểu đường, béo bụng, ngáy to, đau lưng, mỏi gối. Adam nhất nhất giúp kích thích cơ thể sản sinh testosterone một cách tự nhiên, giúp tăng cường sinh lực, khả năng sinh lý, làm chậm mãn dục nam. Buổi sáng sẽ không còn tất bật vội vàng với Downy một lần xả, quần áo sạch hết xà phòng chỉ sau một lần xả. Downy một lần xả cho bạn thêm thời gian để chăm sóc bản thân. Oxy, dòng mỹ phẩm dành cho nam giới, tốt toàn diện, đổi xì tai hay phong cách. Oxy, tốt lại vẻ đẹp trai. Oxy. Mạch máu tắc nghẽn kém lưu thông sẽ làm não bị thiếu oxy dẫn đến tổn thương, gây các triệu chứng liệt nói ngọng hay méo miệng. Natopet phòng ngừa và phá được các cục máu đông, hỗ trợ điều trị phòng ngừa tai biến mạch não. Natopet hỗ trợ ổn định huyết áp, tăng cường sinh lực. Với Natopet, tai biến mạch não không còn là nỗi lo. Sản phẩm do công ty dược phẩm Á Âu tiếp thị và phân phối. Đúng rồi, Vigozet 4 chứa paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine, giải pháp hiệu quả cho các triệu chứng cảm. Không dùng Vigozen 4 cho phụ nữ đang cho con bú, người suy gan, thận nặng, tăng huyết áp, đọc kỹ sau sử dụng trước khi dùng. Vigozen 4 trị cảm nhanh. Thật hạnh phúc khi ba mẹ vẫn mạnh khỏe và trí tuệ minh mẫn. Với Mufa Pufa, Cholin Acid Oleic và nhiều dưỡng chất khác, Ensugol giúp tăng cường sức khỏe. Sản phẩm dinh dưỡng hàng đầu Abbott Hoa Kỳ. Ai em mắc kiêng, ai dày đồ không? Dạ. Cần chi cái đồ mắc kiêng? Sữa Vinamilk bổ sung vi chất mới, giàu vitamin A và khoáng chất giúp bé sáng mắt và cao hơn. Sữa Vinamilk mới, mắt sáng, dáng cao. Vinamilk. Nước mắm này có vi khuẩn không mẹ? Rồi thế này vi khuẩn chết hết rồi con. Không hẳn vậy, trong nước mắm nhiễm khuẩn, bào tử vi khuẩn có thể tồn tại ngay cả khi được đun sôi. Chúng tôi đã kiểm nghiệm và xác nhận nước mắm Nam Ngư với công nghệ loại trừ vi khuẩn gây hại, đảm bảo sức khỏe người sử dụng. Từ nay mình chuyển sang dùng Nam Ngư để bảo vệ sức khỏe cả nhà. Nam Ngư, nước mắm vì sức khỏe. Jinsu Foods. Chào mừng quý vị đến với chương trình Ai Là Triệu Phú. Thưa quý vị, mỗi chương trình Ai Là Triệu Phú, chúng tôi luôn mời tới trường quay S10 của Đài Truyền Việt Nam 10 ứng viên để tham gia chơi với chúng tôi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ làm quen và chào đón 10 ứng viên đến với chương trình Ai Là Triệu Phú tuần này. Đặng Văn Dần đến từ Ninh Bình, Cao Ngọc Lân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh,
Thị Ngọc Bích đến từ Hải Dương, Ngô Thị Oanh đến từ Hà Nội, Nguyễn Thành Nam đến từ Hải Phòng, Nguyễn Thanh Quang đến từ Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thanh Hà đến từ Nam Định, Cai Việt Tuấn đến từ Hà Nội, Huỳnh Thị Hồng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Thị Lộc đến từ Hà Nội. Đó là người ứng viên sẽ tham gia trả lời nhanh cho một câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Trước mắt họ là hệ thống máy tính, ở đó có hiển thị câu hỏi và các phím bấm A, B, C, D để người chơi lựa chọn trả lời câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Bây giờ là lúc chương trình xin đưa ra câu hỏi dành cho các ứng viên. Sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ: A gừng, B càng cay, C càng, D già. Xin mời. Thời gian dành cho công viên đã hết và bây giờ là thời gian để chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng. Chúng tôi đã hỏi công viên là sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ. Và thứ tự đúng sẽ là A gừng, C càng, D già, B càng cay. Chúng ta sẽ xem kết quả. Nhiều người trả lời đúng, xin chúc mừng Nguyễn Thị Thanh Hà ở 3 giây 70 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất. Xin mời. Người chơi đầu tiên trong chương trình tuần này đó là chị Nguyễn Thị Thanh Hà, 56 tuổi, đến chúng ta từ Nam Định, là cán bộ đã nghỉ hưu. Sở thích của chị là làm thơ tình, thêu thùa, đan lát, thích online, tán chuyện với bạn bè trên mạng. Đúng thế. Và một ngày chị trên mạng là bao nhiêu thời gian ạ? Tôi thường có thói quen một ngày trên mạng khoảng từ 30 phút đến 60 phút anh ạ. Chị thích làm thơ tình. Dạ vâng. Và có bài thơ nào có thể cống hiến cho khán giả của chương trình A là Triệu Phú không ạ? Dạ, hôm nay đến chương trình tôi cũng có mới sáng tác một bài thơ. Xin đọc tặng chương trình ạ. Dạ vâng. Vào hàng tuần thứ ba mỗi tối đúng 8 giờ cháu gọi bà ơi, ai là Triệu Phú đến rồi, ra đây bà cháu mình ngồi cùng xem. Bác Lại Văn Sâm rất thân quen, bà tham gia cháu ghi tên cho bà, trở thành Triệu Phú trong nhà, phần thưởng bà nhớ mua quà tặng ông. Vâng. Rất hay. Cảm ơn chị vì bài thơ vừa rồi tặng cho chương trình A là Triệu Phú. Hôm nay chị đến chơi chúng tôi cùng ai ạ? Dạ, tôi đến chơi cùng với lại cháu con của em gái của tôi, cháu là Vũ Thu Hiền ạ. Xin chào bạn Vũ Thu Hiền. Dạ vâng ạ. Cháu xin chào bác Lại Văn Sâm ạ. Cháu xin chào các vị quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Cháu tên là Vũ Thu Hiền, hiện tại thì cháu đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngoại thương. Và hôm nay cháu rất vui mừng được đến đây để làm bạn đồng hành cùng bác với cháu. Và cháu xin chúc bác sẽ thành công trong chương trình ngày hôm nay ạ. Chị đã nghe lời động viên của cháu. Bây giờ thì chị sẽ phải cùng chúng tôi trải qua những thử thách có tất cả 15 câu hỏi trong mỗi chương trình A là Triệu Phú. Ba mốc quan trọng chúng tôi muốn người chơi vượt qua đó là 5, 10 và 15. Và có ba sự trợ giúp dành cho người chơi đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Chị nắm rõ luật của chúng tôi ạ? Dạ vâng ạ, nắm rồi. Đã sẵn sàng chơi chúng tôi chưa? Tôi sẵn sàng rồi ạ. Người chơi đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là Triệu Phú. Câu hỏi đầu tiên: trái với nghĩa chậm chạp là gì? Đù đờ, lù đù, nhanh nhẹn hay đờ đẫn? Đáp án C là đáp án cuối cùng của tôi ạ. Đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 2: người ta thường nói tối như đêm ba chấm gì? A tân hôn, B 30, C trăng tròn, D đầu tháng. B là đáp án cuối cùng của tôi ạ. Tối như đêm 30, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 3: trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng thì Donald là con gì? Mèo, chuột, sóc hay vịt? D ạ, đáp án cuối cùng của tôi là D đấy ạ. D, vịt Donald, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 4: người ta thường nói chồng như đó, vợ như ba chấm gì? A giỏ, B nồi, C hom